Ừ, quay mình cái bông này nó bự quá nè, thấy chưa, nó còn bự nữa nhưng mà nó nặng quá đó, mình không muốn chống, mình muốn chưng đó. À, như cái này nữa nè. Ôi trời da, ôi da, mình làm gãy bông của mình. Đây rồi, cho mọi người xem đâu rồi. Cái này mình tập quay ở đằng trước mặt, mình tự cầm phone mà không có cái cây dài đó, nên nó hơi yeah, chưa, ở nhà nó hơi gọi là không có được rõ ha. Đẹp chưa, cái này có cục thịt, mê chưa. Hồi lúc trước mình trồng nó bự lắm nhưng mà mình để nó đẻ cây con á, làm nó nhỏ. Bây giờ mình kinh nghiệm, mình giải quyết bằng một cách là sẵn đầu em nó, cho nó nuôi em bé lớn lên. Mình sắp chơi chồng đây, bự chưa, cưng chưa. Oh my god, cái cục này cũng bự lắm nè. Mọi người sẽ chóng mặt với Liên luôn, tại vì Liên cầm cái phone nữa chứ mà không có quen. Liên đi giới thiệu những cái cây em bé bự. Bông nở nè, thấy chưa, thấy bông nở chưa. À, mình đi đâu nữa đây. mê cây bỏ con luôn. Ta-da. Nó bự nữa nhưng mà mình không muốn nó bự nữa, tại vì mình đang cần em bé nó lớn. Đã chưa, ở dưới này bông bự nó nha, nó cũng bự nè, thấy chưa. Bông bự. Lần đầu tiên mình quay cái mặt ngược lại đây của mình có. Bây giờ mình chưa có làm ha. Bây giờ nó bông nhỏ đủ nè. Ta-da. Nhiều bông quá, không biết quay từ đâu. Mình cứ cầm cái bông đi vòng vòng thôi. Cái gì nữa ta? Mình quay gần cái mặt mình nó bứ quá đi. Có mà những cái em bự trong nè. Thí dụ em này cũng bự nè, thấy không? Ở đâu nữa rồi? Mình có nhiều em bự lắm. Đi theo mình kiếm nha. Ây da. Đây, em này bự lắm nè, thấy chưa? Thấy em này bự chưa? Mình ngâm cái này lâu quá, chờ mình chút. Chờ liền chút. Yes. Hình như trước mình còn mong bự nữa hả? Ở sau mình có mấy cái bình mình khoan lỗ, mình chưa có ấy, chưa có trồng. Có cái em kia bự đẹp lắm. Nhưng mà hồi hẹn dịp khác nha. Chào mọi người, bye bye. Bye bye mọi người. Khi nào có cái gì quay nữa nha. Bây giờ mình phải vô thôi, bận quá đi, bự quá đi. Đâu rồi? Xí. Cái màu này cũng đẹp nè. Bông này cũng bự nữa nè, mọi người thấy sao? Không biết quay vậy lát nữa, không biết Liên chưa coi nó làm sao nha. Lỡ mà nó không có được như ý muốn thì mọi người đừng, sorry mọi người, lần sau Liên quay lại. Ok, anh Chính anh quay nhiều lắm rồi nhưng mà tại bữa nay Liên có nhiều đồ lắm. Thôi bye bye mọi người nha. Em bé đẹp chưa? Mê em bé chưa? Cực kỳ mê luôn. Liên nhớ rồi, Liên mới làm cái chậu Spider stick ha. Thôi mệt rồi ha. Thôi chạy đi, bye bye mọi người đi. Liên rảnh Liên quay nó đẹp hơn chút. Sorry, nó hơi không có được đẹp. Bye bye.